Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. À, cảm xúc của anh em nhà tôi những cái phiên gần đây có lẽ là khá bất ổn khi mà viên đắt thì liên tục tăng giảm, đang xen với biên độ thì nó cũng lớn. Và với vận động ngày hôm nay, liệu rằng thị trường mình đã tiêu cực hay chưa? Liệu rằng đã có những cái rủi ro lớn hay chưa? Và mình sẽ phải cần làm gì để xử lý danh mục và cái chiến lược kế tiếp là gì? À, và cũng như là đi tìm ra các cái mã cổ phiếu quan trọng mà anh chị cần lưu ý để từ đó mình có thể có được những cái hiệu suất đầu tư tốt hơn sẽ là cái chủ đề hôm nay em và mọi người trao đổi trong video này. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây mình đăng ký kênh để nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi livestream phân tích thị trường. Và mọi người thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn tặng cho em một cái nút like đây để giúp video của em được đề xuất tốt hơn. Hoặc là mọi người có bất kỳ câu hỏi nào về cổ phiếu, về thị trường thì cứ thoải mái comment bên dưới em sẽ hỗ trợ cho anh chị. Và những cái comment đó nó cũng sẽ giúp cho kênh của em được đề xuất tốt hơn nha. À và trong phiên thì em cũng sẽ có cái cộng đồng tư vấn hỗ trợ như thế này. Thì đây là nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí, nên em chia sẻ những thông tin đánh giá về thị trường cũng như là giải đáp hết tất cả những cái câu hỏi của mọi người luôn. Thì để tham gia anh chị chỉ cần nhấn vào cho em cái đường link ở dưới phần comment là được đây, nhấn vào đây. À, hoặc là có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại dưới phần mô tả nếu như mà đang gặp khó khăn trong quá trình đầu tư, cần một người hỗ trợ tư vấn nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại thị trường phiên ngày hôm nay, à, xem thử là nó có thực sự tiêu cực hay chưa và mình sẽ phải làm gì cho danh mục mình thấy là mặc dù là đầu ngày, điểm số khá là rằng co, nó vẫn là đỏ nhẹ, nhưng mà đá vẫn khá hưng phấn nhờ cái đà tăng của các cái cổ phiếu vừa và nhỏ. Đầu ngày thì mình có những nhóm như là thủy sản này, những nhóm như là đầu tư công này, những nhóm như là đạm này nó tăng rất là tốt. Tuy nhiên thì bắt đầu lực bán nó gia tăng và nó dồn dập rất là mạnh vào cuối phiên chiều đã đưa đá của mình mở biên rơi, đóng cửa giảm 15,57 điểm là khoảng 1,21% xuống 1.271,47 điểm cho phiên ngày hôm nay. À, và thanh khoản thì cũng không có quá đột biến, nó tương đương so với phiên trước khi mà giá trị trên sàn hô xe thì đạt hơn là 27.400 tỷ. Xét về cái mức độ tác động á, thì nhóm cổ phiếu Vin30 hôm nay là một trong những cái sức ép chính. Nó gần như là nó xuyên suốt cả phiên luôn, kể cả những thời điểm mà thị trường mình chỉ mới giảm tầm 2-3 điểm thì Vin30 VIN nó đã giảm gần 10 điểm rồi. Tại vì nhóm cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay chìm trong sắc đỏ hầu hết các cổ phiếu ngân hàng hôm nay nó chìm trong sắc đỏ à, từ đầu ngày và càng về cuối phiên thì lực bán nó càng gia tăng hơn, gia tăng nhiều hơn kể cả những cái cổ phiếu như BIDV thì cuối ngày nó cũng bị bán này đó à, và bên cạnh nhóm ngân hàng thì một số cổ phiếu trụ lớn khác ví dụ như cổ phiếu uh, gvr nè hôm qua tăng thì nãy giảm lại nè mới lưu g nè đấy rồi ssi dòng chứng khoán nó cùng nhau gây sức ép và chờ cái đà bán mà khoảng sau 14 giờ anh chị nó đã khiến cho kể cả những cái nhóm mà tăng tốt đầu ngày nó cũng chịu áp lực bán rất mạnh gần như chị nhìn vào cái bảng này chị thấy nè gần như là chìm trong sắc đỏ hết chỉ có một vài nhóm cổ phiếu riêng lẻ đi ngược thì mình có thể kể đến như là thủy sản nè hoặc là nhóm đạm nè hoặc là nhóm đầu tư công à, là có những cái cổ phiếu nó vẫn duy trì được cái sắc xanh nhẹ nhưng mà nó cũng hạ nhiệt tương đối so với cái thời điểm đầu ngày à, ngoài ra thì mình có một số cổ phiếu riêng lẻ trong từng ngành ví dụ ngành chứng khoán thì hôm nay có BVS vẫn tăng trần cho đến cuối ngày hoặc là FTS BSD còn lại thì gặp cái sắc đỏ bao phủ hoặc là dòng dệt may thì mình có cổ phiếu MSH này Đấy, những cái cổ phiếu này anh chị để ý là những cái con mà tăng riêng lẻ này đa phần là những cái cổ phiếu mà nó có cái thanh khoản không có quá lớn à, là những cái dạng mà cũng hơi cô đặc một tí á, thì nó sẽ ít chịu tác động của yếu tố thị trường hơn và giao dịch của khối ngoại tiếp tục gây một cái áp lực rất là lớn lên thị trường khi mà hôm nay khối ngoại họ bán rồng hơn 1.200 tỷ và xuyên suốt những cái phiên gần đây nếu như mà tính tổng 16 phiên gần đây anh chị thì khối ngoại đã bán rồng liên tục luôn nhìn chung á thì cái vấn đề của khối ngoại nó liên quan trực tiếp đến cái câu chuyện về tỷ giá khi mình thấy là tỷ giá giai đoạn này vẫn đang tiếp tục tăng rất nóng và hôm nay thì đang chớm chớm về cái ngưỡng quanh 25 000 rồi à, nếu như anh chị nào có nhớ thì ngân hàng nhà nước mình thực ra cũng đã bắt đầu là hút tiền về thông qua kênh tín phiếu trong một khoảng thời gian rất là dài nhưng mà anh chị thấy là nó chưa có hiệu quả nó chưa thực sự có hiệu quả khi mà tỷ giá của mình tăng lên rất là nhanh Một phần là do những cái tài sản đầu cơ như vàng hoặc là côn nó, nó tăng quá nhiều Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề về tỷ giá khi mà cái nhu cầu và tiền đô nó tăng lên Và khi mà tỷ giá nó tăng quá nhanh anh chị Nó vượt những cái ngưỡng quan trọng Ví dụ như những cái phiên kế tiếp mà giả sử như nó prack ra khỏi ngưỡng 25 Rồi nó tăng mạnh lên á Thì chắc chắn nó sẽ có những cái mối đe dọa lên thị trường mình. Thứ nhất là đến những cái doanh nghiệp mà nhập khẩu nhiều, nó sẽ bị cái áp lực về tỷ giá. Rồi những doanh nghiệp mà vay tiền đô nhiều và kể cả cái dòng vốn ngoại nó sẽ tiếp tục bán rồng mạnh anh chị hình dung là hiện tại lực trong nước của mình vẫn đang có cái nỗ lực cân lại lực bán từ nước ngoài nhưng mà nếu như nó cứ kéo dài xuyên suốt nó vẫn cứ bán ròng mạnh liên tục á thì đến một lúc nào đó lực cân trong nước nó cũng sẽ đuối dần à, tại vì mình đang nỗ lực kéo lên mà một ông thì cứ kéo ngược lại thì mình cũng sẽ không thể nào mà đủ lực kéo mãi được và khi mà hai ông đồng loạt cùng bán thì chắc chắn thị trường mình nó cũng sẽ có biến động mạnh nên cái vấn đề về tỷ giá thì em mới nói với mọi người nó vẫn là một cái rủi ro tiềm ẩn trên thị trường Điểm ẩn là vì trong cái hạn mình vẫn đang có những cái nỗ lực hấp thụ và ngân hàng nhà nước thì cũng chưa có cái biện pháp nào mới mạnh hơn sau cái việc mà gọi là hút tiền qua kênh tín phiếu. Giả sử như tỷ giá khi mà nó tăng nóng, nó vượt ra khỏi cái ngưỡng 25.000, nó prắc về những cái ngưỡng cao hơn đó, thì khi đó ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể gọi là tiếp tục những cái biện pháp kế tiếp như là giảm dự trữ ngoại hối, tức là bán đô ra đấy. Và một khi mà ngân hàng nhà nước giảm dự trữ ngoại hối chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Tại vì nó gọi là nó là một cái bước mới và họ sẽ bắt đầu lo ngại về cái rủi ro là có tăng lãi suất hay không. Và lãi suất và chứng khoán luôn luôn là cái yếu tố ngược chiều nhau. Tại vì đạn vừa rồi mặc dù là phát hành tín phiếu nhưng thị trường mình vẫn tăng á, là do nó không có mới, nó không có tính bất ngờ. Năm ngoái mình đã phát hành tín phiếu rồi, còn năm nay á, mình phát hành tiếp thì nói chung là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền. Nhưng mà nhà tư họ đã có cái sự chuẩn bị và họ đã quen với điều đó. mà Nhưng mà trong trường hợp tiếp tục có một cái chính sách mới là chính sách liên quan đến giảm dự trữ ngoại hối á, vì một cái gì mới thì mức độ tác động của nó cũng sẽ nhiều hơn đấy thì chắc chắn nó sẽ gây tác động thị trường nên chúng ta sẽ theo dõi tín hiệu từ ngân hàng nhà nước xem thử là có cái hành động gì mới để kìm hãm tỷ giá hay không thì nếu như tiếp tục có những cái biện pháp mạnh hơn thì buộc chúng ta phải lui về cái thế phòng thủ một tí chứ mình cũng không thể nào mà gọi là uh, liên tục tấn công hay là liên tục gọi là cha lì với thị trường được thì mình luôn luôn phải có những cái mức độ quản trị cho tài khoản tạm thời thì dsy điểm cộng là đang hạ nhiệt để qua là cái chỉ số đa sức mạnh đồng đô la Mỹ thì chị thấy nó đang hạ nhiệt. Sau khi nó chạm về cái ngưỡng qua 105.x thì nó đang giảm nhẹ xuống về cái ngưỡng 104.8 và tỷ giá của Việt Nam mình á có vẻ là nó có cái độ trễ nhất định so với cái chỉ số qua này, dạ không? nó có cái độ trễ ví dụ như DXY tăng lên 105 thì hôm nay mình bắt đầu tăng giảm về ngưỡng 25 nên khi mà DXY nó giảm như vậy thì cũng kỳ vọng nó sẽ giúp cho tỷ giá hạ nhiệt bớt trong ngắn hạn và nếu như tỷ giá vẫn neo dưới cái ngưỡng 25.000 thì có có lẽ là ngân hàng nhà nước cũng sẽ chưa làm những cái biện pháp mạnh hơn còn trong trường hợp mà tiếp tục tăng vượt mạnh á, thì buộc phải có những cái chính sách để kìm hãm là cái câu chuyện về tỷ giá đó là cái vấn đề cũng là nóng ở giai đoạn hiện tại và một cái nữa là hôm qua mình có nói với mọi người cái câu chuyện của STB rồi cái câu chuyện của STB liên quan đến những cái thông tin đó thì em có nói với mọi người rồi thực ra mình sẽ cũng không có dựa vào yếu tố thông tin hoàn toàn 100 phần được đây trong bản tin thị trường và kể cả video tối ngày hôm qua em đã đề cập đến cái câu chuyện của STB đây thì mình sẽ gọi là thông tin đó, thì nó sẽ có đúng hoặc sai có thể hôm nay phủ nhận ngày mai xác nhận là bình thường nói chung là mình sẽ không thể nào kiểm soát được yếu tố thông tin nhưng mà có một cái mình có thể gọi là chủ động được đó chính là cái việc mà mình nhìn vào volume và giá tin thì có thể đúng hoặc sai nhưng mà volume và giá thì nó sẽ không có nói dối thì mình thấy là một cái vấn đề đáng chú ý là tối hôm qua stb nó đã có rất là nhiều thông tin đến chính và thậm chí là thông tin đến từ phía bộ công an nhưng mà phiên ngày hôm nay stb nó không có chủ động bật lại được nó không có chủ động nó lấp là cái gap down mở ra phiên sáng ngày hôm qua mà nó vẫn đang lình xình qua cái ngưỡng giá 30 thì thông thường nếu như mà thực sự STB nó không có vấn đề gì thì phiên ngày hôm nay sẽ có lực cầu tham gia vào giúp cho cổ phiếu bật lại và ngày hôm qua chỉ là một cái sự cố nhưng mà ngày hôm nay STB không bật lên được mà lại tiếp tục lình xình qua 30 điều này nó không hề tốt tại vì em có nói với mọi người rồi hôm qua là STB có rút chân kèm cái yếu tố volume rất là lớn một cái cây volume đột biến trong trường hợp tích cực thì sau đó STB cần phải bật lại thật là nhanh để hấp thụ lại cái đà bán trước đó thì khi đó cổ phiếu xem như đây là một cái sự cố ngắn hạn, một cái nhịp rũ và nó sẽ cân bằng trở lại đi lên tiếp. Còn trong trường hợp mà sau khi thấy thông tin đính chính rồi nói chung là nhà tôi bắt đầu ổn định tâm lý lại rồi mà stb vẫn không bật lại được nó quay về lại cái ngưỡng giá thấp của cây rút chân ngày hôm qua đâu đó là quanh hai đến 30 á nó tiếp tục nó quay về ngưỡng này á thì sẽ có rủi ro điều chỉnh tiếp trong những cái phiên tới tại vì một khi nếu như giả sử cái cây này là cây tiền lớn vào cái sự trao tay hàng đến từ nhỏ lẻ cho tổ chức á thì nó sẽ không có muốn cho nhỏ lẻ có cơ hội tiếp tục mua giá thấp nữa đâu nó sẽ kéo lên luôn còn trong trường hợp nó tiếp tục nó bắt về nó tại để mua giá rẻ thì giai đoạn phía sau nó sẽ còn tiếp tục những cái nhịp ép xuống để ép cái lượng mua giá rẻ, rẻ phải cắt lỗ ra nên cái vận động hôm nay của STB em không đánh giá cao lắm có thể một vài cổ phiếu hôm nay á À, thị trường mình xấu nhưng mà cổ phiếu nó vẫn tích cực. Còn trong cái trường hợp của STB hôm nay cũng là một cái vấn đề đáng chú ý và khi STB giả sử nó gặp áp lực kế tiếp thì chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu ngân hàng mà nhóm cổ phiếu ngân hàng là một cái nhóm có ảnh hưởng về mặt điểm số lớn nên mình cũng phải cần lưu ý cái vấn đề này ha. Rồi, à, quay trở lại Vinac ở giai đoạn này. Đây, quay trở lại Vinac thì mình thấy là phiên ngày hôm nay cái đà giảm cuối ngày gần như nó đã phủ nhận lại hoàn toàn cái tên đến rút chân ngày hôm qua. điều này nó cho thấy điều gì anh chị? nó cho thấy là lực cầu trong ngắn hạn nó vẫn rất là yếu, lực cầu giá cao nó vẫn rất là yếu, nó không có tiếp diễn được. mặc dù là hôm qua mình có những cái nhịp bán trong phiên, rồi sau đó mình bật rút chân đóng cửa cao nhất ngày, cho thấy cái sự chủ động của cầu. nhưng mà ngày hôm nay nó không tiếp diễn được. sáng ngày hôm nay thì nó xanh, nó sôi động là nhờ các cái cổ phiếu vừa và nhỏ thôi, chứ điểm số nó không có tăng được. anh chị thấy không? hôm qua nè hôm qua mình bật lên rất là nhanh sau khi mình chạm về lại qua một hai sáu tám mình bật lên rất là nhanh nhưng mà sáng ngày hôm nay cái cầu nó không có tiếp diễn được nó không có về lại qua một nghìn hai trăm chín ít đến một ba trăm như mình kỳ vọng mà nó lại lình xình đi ngang rồi sau đó nó, nó, nó đuối dần nó đuối dần và nó điều chỉnh giảm thì nó không có sự tiếp diễn về cầu giá cao đấy cái vấn đề hiện tại của thị trường á không phải là không có cầu không phải là thiếu cầu mà là lực cầu nó chỉ chấp nhận mua ở cái vùng giá thấp thôi chứ nó chưa có chấp nhận mua lên cao đấy chị thấy không ví dụ như phiên ngày hôm qua khi mà thị trường điều chỉnh giảm về là cái ngưỡng qua một nghìn hai á, thì volume rất là lớn volume rất là lớn cho thấy là có cái lượt chờ sẵn bắt quanh đây nhưng mà càng phục hồi lên á, thì volume nó lại giảm xuống càng phục hồi lên volume nó lại giảm xuống chứ nó không có tiếp tục đẩy vào cho thấy là cầu giá cao nó từ chối nó chấp nhận mua giá thấp nhưng mà lên cao thì nó không mua thì điều này dẫn đến là thị trường mình thiếu đi, thiếu đi cái động lực tăng giá nó không có đủ cái lực để nó chinh phục những cái ngưỡng cao À, và cái việc mà nhanh chóng phủ những cái cây nến rút chân ngày hôm qua và đóng nến gần thấp nhất ngày á thì cái đà bán nó sẽ còn tiếp diễn ít nhất ở phía ngày mai đúng không anh chị? Tại vì mình vẫn sẽ còn cái quán tính bán những nhà tôi nào mà họ không bán kịp trong ATC ngày hôm nay thì ngày mai họ sẽ tiếp tục bán. À, tại vì anh chị thấy rất là rõ là hôm nay ATC có sự hoảng loạn dòng bất động sản là cái dòng biểu hiện rõ sự hoảng loạn. Ví dụ DG nè, DG thì nó đang 32.75 nó bán một phát về là 31.8 thôi. À, và cái volume bán thì 4, 5 triệu trong ATC nó không phải là một cái mức volume quá lớn nha nó không phải là một cái mức volume quá lớn và thông thường những cái nhịp bán trong ATC đó, nó sẽ không có mang ý nghĩa phân phối tại vì những cái phiên đó nhà tôi cá nhân họ rất ít giao dịch đấy nên cái trạng thái ngày hôm nay có sự hạn loạn cuối ngày đóng cửa thấp nhất ngày nên nhiều khả năng ngày mai nó sẽ tiếp tục tiếp diễn cái đà bán và nó sẽ đưa viên đất của mình quay về kiểm tra lại cái gap up 1260 đến 1271 lần nữa cái gáp này có vẻ là nó đi nó lại quá là nhiều lần đúng không anh chị và với vận động này thì trước mắt mình sẽ quay về mình kiểm tra lại cái gáp này một lần nữa phiên ngày hôm nay á anh chị hỏi em xấu hay không tất nhiên là xấu vừa một cây nến bật trước đó rồi hôm nay là một cây nến phủ nhận thì cặp nến này là một cặp nến xấu nhưng mà để hỏi rằng viên đất nó đã tiêu cực hoàn toàn và nó sẽ đảo chiều luôn qua cái cây nến ngày hôm nay á, thì chưa chưa quan điểm của em thì giai đoạn này cái nến này nó sẽ chưa xác nhận rằng thị trường đã gọi là gãy đã đảo trend đã không còn uptrend nữa cái điều này thì chưa một số cái điểm quan trọng trong ngắn hạn để quyết định cái xu hướng kế tiếp thì anh chị cần chú ý cho em vẫn là cái câu chuyện xoay quanh cái gap này để xác định là giai đoạn kế tiếp là viên đất của mình nó sẽ gọi là dao động ở vùng nào thì chú ý cho em nếu như ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó khi mà viên đất của mình nó quay về lại cái ngưỡng quanh 1260 đến 1270 nhưng mà cái lực cầu ở cái ngưỡng này vẫn đủ sức hấp thụ tức là nó có thể có những nhịp giảm trong phiên nhưng sau đó nó bật lại nó đóng cửa nó giữ được cái gáp này cho thấy cái gáp này nó vẫn đủ sức hấp thụ cái lực cầu anh đây vẫn chấp nhận mua thì viên đất nó sẽ hình thành một cái biên độ nó cũng sẽ xoay quay nhưng mà nó sẽ hình thành một cái biên độ hẹp đâu đó là quanh 1206x đến tầm 1209x đây có thể là nó sẽ hình thành một cái biên độ xoay quay ngắn quanh đây trong trường hợp cái gáp này vẫn đủ sức giữ nhưng mà với volume hiện tại thì chưa đủ lực để nó bật lên Nên nó sẽ hình thành một cái biên độ xoay quay hẹp quanh đây Đấy Nó sẽ rằng co trước khi mà xuất hiện một cái nhịp rắc phá vỡ cái thế cân bằng Cái nhịp rắc này mình cũng sẽ chưa biết nó là một cái nhịp rắc lên hay nhịp rắc xuống Nhưng mà ít nhất mình biết rằng á Khi mà cái gác này vẫn đủ sức hấp thụ thì nó sẽ nén lại một thời gian nữa Nó sẽ nén lại một thời gian nữa trước khi nó xuất hiện một cái nhịp phá vỡ Đấy, và nhịp phá vỡ này theo hướng nào thì mình sẽ xử lý theo hướng đó Nó có thể giảm hoặc có thể tăng À, và ở cái vùng rằng co này á Ở cái vùng mà gọi là tạo biên độ lại qua sáu x đến chín x á Thì thông thường nó sẽ đánh rất là khó chịu nha Nó có thể gọi là biến động tăng giảm liên tục Hôm nay tăng, ngày mai giảm Đấy, nó sẽ biến động liên tục Tại vì biên độ quá hẹp mà nó sẽ có thể tăng giảm liên tục và khiến cho cái tâm lý nhà tư mình cũng sẽ thay đổi liên tục luôn theo cái chiều là mua đuổi hoặc là bán đuổi ví dụ ngày hôm qua thì sẽ có hiện tượng mua đuổi nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ là có hiện tượng bán đuổi khi mà chỉ số nó đạt như vậy và thông thường nếu như mọi người mua đuổi hoặc là bán đuổi thì thông thường cái hiệu suất nó lại không cao đấy nên chú ý cho em thì chú mắt mình follow cho mình cái gap quanh 1260 1270 nếu như nó nó bị bán trong phiên nhưng mà sau đó đóng nến vẫn giữ được gáp này thì viên đá của mình sẽ nén lại đâu đó là qua 1 x đến 1 x còn trong trường hợp mình đã nói rất là nhiều lần với nhau 1260 đến 1270 là cái chốt chặn của thị trường trong ngắn hạn thì nếu như cái chốt chặn này bị phủ nhận thì lực bán nó sẽ lớn tại vì nó phủ nhận hết toàn bộ cái lực cầu ở giai đoạn vừa rồi thì khi đó viên đắt của mình sẽ dễ điều chỉnh về lại quanh 1200 x hoặc thậm chí nó quét sâu hơn nữa là về lại quanh 1200 mỗi xi đây để trước khi nó bật lại để thì nếu như mà lắp cái gáp này thì em nghĩ lực bán nó sẽ lớn và nó hoàn toàn có thể đưa viên đắt của mình về những cái ngưỡng phía dưới như là 1200 x hoặc thậm chí là 1200 một x uh, trước khi mà nó cân bằng trở lại nó tạo một cái biên lớn Nói chung là quan điểm của em cho dù có lắp cái gáp này á thì nó sẽ khiến cái điều chỉnh mạnh hơn nhưng mà để đảo chiều luôn á, thì chưa À, khi đó có thể là nó sẽ hình thành một cái biên độ nhưng mà biên độ lớn hơn là biên độ quanh 1.203x đến 1.280 như trước đó và cái biên độ lớn hơn á thì cái rủi ro phân phối của nó cũng sẽ cao hơn thì có thể khi đó nó sẽ dao động trong cái vùng này một thời gian và nó sẽ kết thúc cái nhịp tăng bằng một cái cây gọi là phủ nhận cái nền này anh chị nên nhớ thì rủi ro cao khi nào rủi ro cao khi đã có cái sự phân phối diễn ra và phân phối thì nó sẽ không thể nào mà nó nhanh được, nó phải cần thời gian để bán được hàng ra. Anh chị để cho em bất kỳ một cái nhịp mà gọi là đau mạnh nào mà gọi là gãy xu hướng luôn á thì trước khi gãy xu hướng nó đều có một cái quá trình phân phối, một cái quá trình tích lũy. Ví dụ giai đoạn mà thị trường mình lên 1.000 1.500 anh chị nhớ không? Đây, thì nó dao động ở vùng này một thời gian rất là lâu. Đây, ví dụ như đạn này nó nó có tạo một cái biên độ tích lũy ngắn, nhưng mà cái biên độ tích lũy ngắn này nó thất bại thì bắt đầu nó hình thành một cái biên lớn hơn là quanh 1.000 À, 400 x đến 1.500 x này nó dao động một trong một cái biên độ thế này rồi nó dao động một thời gian nó bán được hàng ra thì giai đoạn phía sau nó mới gãy nó xác nhận kết thúc cái sóng tăng thì tương tự giai đoạn hiện tại cũng vậy ấy thì nếu như mà mình không có giữ được cái gáp qua 1.206 ít á thì nhiều khả năng mình sẽ hình thành một cái biên độ sideways lớn hơn là qua base đến 1280 nó sẽ dao động trong vùng này và khi cái biên độ lớn như vậy thì rủi ro phân phối nó sẽ cao hơn và mình sẽ theo dõi quá trình đó để mình quyết định là có hạ một cái phần lớn tỷ trọng ra hay không để còn trước mắt thì mình sẽ gọi là xem thử là viên đất của mình nó sẽ dao động biên nhỏ hay là biên lớn à, em kỳ vọng nếu như mà cái bản tích cực thì dao động biên nhỏ vẫn tốt hơn nha viên dao động mà giữ giá được trên 1.206x thì sẽ tốt hơn thì nó sẽ dễ tăng hơn còn trong trường hợp mà nó rơi về biên lớn rồi thì nó sẽ khó tăng hơn rất là nhiều tích cực thì nó cũng chỉ dao động trong cái biên độ này thôi và có lẽ cái điểm tích cực duy nhất của phiên ngày hôm nay á, là không phải là tất cả các cổ phiếu đều bị bán với volume lớn nhiều cổ phiếu bị bán với volume khá là thấp ví dụ nha dòng cổ phiếu thép đi thì hôm nay hà phát này chị thấy volume không thậm chí là còn thấp hơn volume ngày hôm qua và bị bán vào ATC nè đây hoặc là ví dụ như cổ phiếu Tụi đài Nam Kim Hai Sen hôm nay volume cũng thấp. Đài Nam Kim nè, Hai Sen nè đều bị bán vào ATC và đi kèm với volume thấp. Hoặc là đối với nhóm cổ phiếu dòng chứng khoán đi thì mình có SSI nè. SSI này hôm nay volume vẫn dưới trung bình nè. VCI nè, volume vẫn dưới trung bình. Nói chung là trừ một số nhóm ví dụ như nhóm bất động sản thì hôm nay volume hơi cao nè. Hay là nhóm cổ phiếu ngân hàng volume cũng hơi cao nè. Chứ còn những cái nhóm cổ phiếu khác á, thì volume nó không có quá lớn. Thì volume không lớn tức là cái phân phối nó không có cao nó không có lực bán chủ động chủ yếu là nó bị hãng lạng thị thị trường cuối ngày và dồn bán vào ATC do đó thì mình sẽ cần theo dõi cái lực hấp thụ và cái sự chủ động bật lại của những cái cổ phiếu này ở những phiên kế tiếp xem thử là nó thực sự yếu hay là nó chỉ bị tác động theo yếu thị trường phiên ngày hôm nay à, và nhà tư mình thì tập trung vào danh mục đi ha Nói chung là mình vẫn tập trung nhiều hơn vào danh mục cổ phiếu của mình Tại vì đại hiện tại không phải tất cả các cổ phiếu nó đều theo một cái pha với thị trường Nó có những con thì mới chỉ vừa vượt nền đi lên nó có những con thì đạn vừa rồi tăng rất là mạnh à, đang ở trong nhịp tăng số 1 và có những con thì đã test hai đỉnh chẳng hạn thì mỗi cái 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 form cổ phiếu nó sẽ có cái hướng xử lý khác nhau nên mình vẫn phải tập trung vào danh mục đạn này thì hỏi em là có cần clear tài khoản hay không á, thì cái em đánh giá là không như hôm qua em có nói là mình sẽ giảm tỷ trọng margin ở giai đoạn này đặc biệt là phải giảm tỷ trọng margin ha đây có nói là giảm tỷ trọng margin đoạn này cân đối dần không nắm margin cao còn mọi người hỏi là có cần clear tài khoản hay không thì cá nhân em đánh giá là không cần clear tài khoản. Những cái khúc mà nó đánh dập nhiều thế này nè anh chị, nó đánh phiên tăng phiên giảm thế này nè. Anh chị cầm một ít cổ có thể cổ phiếu của anh chị nó bị loss 1 2% á, nhưng nó sẽ không áp lực bằng những cái người mà phun tiền. Tại vì những người mà phun tiền á thì những phiên tăng á họ sẽ cực kỳ khó chịu. Họ sẽ rất là khó chịu và họ rất muốn tham gia vào là nó cứ tăng giảm tăng giảm liên tục như vậy đến một lúc nào đó họ hết kiên nhẫn họ tham gia vào thì nó lại giảm nên đạn này em nghĩ là chưa có gì quá xấu để phải clear tài khoản cả mình vẫn có thể giữ một cái tỷ trọng cổ phiếu phù hợp được đặc biệt là những cái cổ phiếu nào mà anh chị đã mua từ giá dưới thì càng thoải mái nữa mình cứ chặn lãi cho em là được em chưa cần thiết phải gọi là à, cầm full tiền tại vì full tiền đạn này nó sẽ khiến cho anh chị gặp áp lực nhiều hơn là cầm cổ rồi đấy đặc biệt là những cái phiên mà nó tăng giảm nó tăng giảm liên tục thì mình gọi là mình chịu không nổi mình đưa vào những cái phiên tăng á, thì cái mức loss của mình nó sẽ lớn hơn nhiều tại vì mình cầm full tiền thì khi mà mình mua lại thì chắc chắn mình sẽ mua với một cái tỷ trọng nó cũng sẽ cao đúng không đó nên còn chú ý cho em à, nhưng mà đối với những cái nhà đầu tư nào mà mình mua ở đạm vừa rồi mình mua giá cao giả sử như mình đu dòng bất động sản mà đu vào giá cao đi à, bdr á, cái người mà mua ở vùng giá 28 sẽ khác với cái người mà đu ở trên vùng giá 33 nha trong trường hợp giả sử như mọi người mua những cái cổ phiếu này mọi người mua vùng giá cao và vùng mua với tỷ trọng lớn á, thì buộc trong trường hợp nếu như mà viên đắt của mình phủ nhận là cái gáp tăng quanh 1260 đến 1270 thì mọi người phải hạ bớt tỷ trọng ra phải hạ bớt tỷ trọng ra để khi nó có những nhịp điều chỉnh về phía dưới mọi người có thể chủ động mua lại và không có gặp sức ép về tâm lý quá lớn nha chứ tránh cái trường hợp mà uh, ví dụ giả sử như DBR đi anh chị đang full margin ở vùng giá quân 33 thì chỉ cần mà nó điều chỉnh nhẹ nó chỉ cần điều chỉnh về tầm 30.x đó thì anh chị sẽ bị loss rất nhiều rồi đấy full margin mà nắm thị trọng cao mà thì khi đó mình buộc phải xử lý đúng không mình bán ra bao mít thì nó lại bật nó lại bật ở những vùng này thì khi đó là mình chạy lại mua đuổi là tiếp tục một cái vòng lỗ mới Đấy nên nếu như trong trường hợp mà tỷ trọng quá lớn đi thì mình hoàn toàn có thể chủ động hạ bớt khi mà con BDR uh, nó mất cái ngưỡng giá tầm 31.6 và khi nó chỉnh về lại qua 30x thì mình sẽ cam mình mua cover lại để nó áp được tâm lý của mình nó cũng sẽ giảm bớt hơn ha. Rồi, em sẽ đi qua chi tiết luôn các cái nhóm ngành, các cái cổ phiếu quan trọng trong phiên ngày hôm nay để mọi người có cái góc nhìn gọi là cụ thể hơn. Còn nãy giờ nói thị trường chung thôi. Mọi người có bất kỳ câu hỏi nào về cổ phiếu thì cứ thoải mái comment bên dưới nha, em sẽ hỗ trợ. À, và trong phiên thì có thể tham gia vào nhóm tư vấn để nhận những khuyến nghị chi tiết hơn và đọc bản tin thị trường mỗi ngày để có cái sự chủ động. Đầu tiên thì mình sẽ nói về nhóm bất động sản đi, tại vì nhóm bất động sản hôm nay bị bán vào ATC cũng sẽ khiến cho rất là nhiều anh chị nhà tôi bây giờ lo ngại. Em nhận được rất là nhiều câu hỏi anh chị hỏi là DG hôm nay ổn hay không? BR hôm nay như thế này có xấu hay không? Đặc biệt là một cái con là con Nam Long hôm nay kéo trong phiên sẽ bị đạp như vậy thì có xấu hay không? Thì đối với nhóm cổ phiếu bất động sản á đa phần là bị bán vào ATC nha DG nè từ 328 xuống 318 nè DSG nè đây bán vào ATC hết HDC nè cái phần lớn cổ phiếu bị bán vào ATC và cái volume bán hôm nay của bất động sản á, nó sẽ không mang nhiều ý nghĩa phân phối mà nó thể hiện cái sự hoảng loạn của nhà tôi theo thị trường nhiều hơn tại vì đa phần những cái cổ phiếu như DG, DSG, HDC á, là nhà tôi đang có lãi rất tốt đa phần đang có lãi mà nên chỉ cần có một cái biến động nào đó họ sẵn sàng họ bán ra bằng mọi giá, bán ra bằng lệ MB để họ bảo toàn cái thành quả đầu tư. Vì đang có lãi tốt thì sẵn sàng bán thôi. Và đạn vừa rồi các cổ phiếu hầu như đều tăng rất là mạnh. Để đến khi mà đồng loạt bán như vậy trong một khoảng thời gian ngắn hạn thì sẽ khiến cho cổ phiếu nó rơi biên độ lớn. Thì đối với nhóm này, quan điểm cá nhân của em, anh chị hỏi em DG gãy chưa? Chưa, chưa gãy. À, tại vì bản chất nó vẫn chỉ mới trong cái đà tăng số 1 ở khung đồ thị một ngày thì ít nhất nó sẽ còn vòng về test lại cái vùng đỉnh quanh 33 x một lần nữa và trong trường hợp nếu như cái nhịp test đỉnh này này nó thất bại á thì khi đó cái lực bán phía sau nó mới lớn đấy còn thậm chí nếu như nó khỏe thì nó hoàn toàn có thể test lại đỉnh rồi nó kéo nó chạy tiếp là bình thường Bạn chị hình dung chị nhìn cái volume bán hôm nay của DG đi mà chị hỏi em phân phối thì chị thấy nó có vô lý không so với cái volume tăng của đạn vừa rồi nó dồn vô và nó đánh như thế này thì cái phiên ngày hôm nay nó sẽ không có ý nghĩa phân phối có điều chỉ là mệt đối với những ai mà đu giá cao trên này mà đu với full margin thôi chứ còn mọi người nắm mà nắm dưới nền này thì cũng chưa có vấn đề gì và đối với em dạng như dg giả sử như nó có nhịp chỉnh về lại quanh vùng giá 30 31 á, cái vùng mình nói với đạn vừa rồi á, thì mình hoàn toàn có thể canh mua con dg để đánh nhịp số 2 được à, nhịp số 2 thì thông thường mình sẽ đánh đủ biên độ là cái mức điều chỉnh khoảng là tầm 5 đến 7% từ đỉnh thì như con con DG thì cái mức giá tầm dưới 31 á, thì đạt biên độ là tầm 7% thì ít nhất trong trường hợp mà nó chỉ là một cái nhịp hồi về đỉnh đi thì mình vẫn sẽ có cái mức lợi nhuận và mình sẽ có cái độ an toàn nhất định còn nếu như mà nó nó vượt kỳ vọng nó vượt đỉnh thì càng tốt đúng không để nên đối với dạng này thực ra thì phiên ngày hôm nay nếu như anh chị chưa bán trước đó thì phiên ngày hôm nay anh chị không cần phải bán tháo theo mà mình nên canh cho cái vị thế mua ngắn hạn. Ví dụ giả sử DG thì mình hoàn toàn có thể canh cho em ở quanh vùng giá ở tầm 31 này. Hay là DSG, DSG đây, DSG thì thực ra cái việc mà nó chạm với gáp này chỉnh là không không bất ngờ nha. Cái gáp này em mới nhấn mạnh rất là nhiều lần là một cái vùng cản rất mạnh của DSG. Tại vì nếu như mà DSG nó lấp được cái gáp này thì hoàn toàn nó sẽ vượt đỉnh được luôn. Cái gáp quanh tầm giá là 20.5 đến tầm 21 này. Để nên cái vùng này là một cái vùng cung dài à, Thì trong trường hợp mà DSG em có nói với mọi người là Nếu như nó có cái nhịp chỉnh ngắn Về lại quanh vùng giá 19.5 Thì mọi người hoàn toàn có thể canh được Và hiện tại vẫn canh như vậy ha Nếu như nó có chỉnh về 19.5 thì mọi người không nên bán đuổi Mà mình hoàn toàn có thể canh cái vùng này để mua Ít nhất nó sẽ bật về lại quanh 21 Quanh 20.8, 21 một lần nữa Và nếu như cái nhịp bật phía sau nó fail Thì nó mới có cái lực bán nó mạnh hơn Uh, rồi ví dụ như cổ phiếu HDC cũng là một cái cổ phiếu mà có cái xung lực tăng tốt của đạn vừa rồi thì em có vẽ sẵn mũi tên nè à, tức là nếu như mà HDC nó về lại quanh vùng giá 32.x thì mình hoàn toàn có thể canh được đấy là những cái dạng mà có cái xung lực tăng tốt của đạn vừa rồi dạng thứ hai là dạng trong nền thì đối với dạng trong nền thì ví dụ Novoland á thực ra thì nó cũng có cái nền giá uh, tương đối dài ở đạn vừa rồi đây Novoland thì nó có cái nền giá quanh tầm ngưỡng 15x đến tầm 18x thì ngưỡng 18.5 là một cái vùng cản rất là mạnh À, ai mà đu cái cây ngày 25 tháng 3 26 tháng 3 thì hầu như là không có ăn à, Nhưng mà về nói là Novoland Nó gãy luôn thì chưa Vì hôm trước em có nói rồi Cái cây này nè Cái cây ngày 1 tháng 4 Nhiều chị em mua Novoland Thì em nói rằng Novoland á nó sẽ còn một cái nhịp quay về test lại quanh 18.3, 18.5 nữa Nhưng mà nếu như cái cây này không đóng nến được trên 17.5 thì mình chờ cho em nó về 16.x Thì em nghĩ cái ngưỡng quanh tầm 16.8 là cái ngưỡng đủ lực cầu để giúp cho con Novaland nó bật lại một lần nữa à, Và nếu như cái nhịp bật phía sau về lại quanh 18.5 nó tiếp tục thất bại thì các lực điều chỉnh nó mới lớn CO thì cái vùng 24.x nó là một cái vùng cung rất mạnh rồi, mình biết với nhau nhiều lần rồi nên có thể mọi người không bán CO nhưng mà mọi người sẽ hạn chế cho em cái việc mà đu CO ở vùng giá quanh 24.x Tại vì cái dòng tiền hiện tại á, thì nó sẽ chưa đủ lực để cổ phiếu vượt và anh chị để ý cho em đạn này đa phần cổ phiếu mà nó crack lên á, thì nó cũng sẽ chưa có chạy được ngay đâu. Nó sẽ còn ít nhất một cái nhịp reset lại hoặc nó có một cái nhịp tích lũy ngắn. Thì nếu như nó thực sự ổn mình mua ở đạn sau cũng được. Còn cái việc mình mua cận biên trên quá trong khi nó chưa vượt thì nó sẽ hơi rủi ro. Cái biên độ của co đâu đó là quanh vùng giá tầm 22 đến tầm giá 24x thì mình mua con này mua tầm 22 22 năm đổ lại nó sẽ đẹp hơn. Còn không thì chờ nó vượt hẳn ha. Không thì chờ nó vượt hẳn. Đấy. Rồi, một dạng nữa là những cái hai cái cổ phiếu mà mình đã nói về nền tảng cơ bản tốt của đoạn vừa rồi là KDH và Nam Long đúng không? Và Vinhome là những cái cổ phiếu mà gọi là đánh giá về chất lượng tài sản tốt á. Thì hôm nay chú ý cho em, con KDH và cả con Nam Long kéo trong phiên sau đó bị chốt ngược trở lại. Đối với trường hợp của KDH thì chưa rủi ro, tại vì volume hôm nay của KDH cũng chỉ cao hơn trung bình một tí thôi. À, thì chú ý cho em trong cái hàng mình có thể chặn cho em cái ngưỡng 37.5, mất 37.5 thì đảo ra 1 phần 2 và chờ về lại 36 thì cover. Ờ, còn trên 37.5 thì giữ được nhưng mà có con năm long nè anh chị không có nhớ hôm qua em có nói một cái vấn đề không là cái câu chuyện của SDB mình chưa biết đúng hay sai mà mình nên tập trung vào volume và giá nếu như giả sử như cái đó là cái thông tin đúng đi nhưng mà nó chưa xác nhận á, thì nó có thể sẽ có những rủi ro là nó nó tận dụng những cái nhịp kéo phía sau nó nó bán mức hàng ra đây em có nói trong bản tin thị trường luôn những phiên tới volume tăng mạnh trở lại nhưng mà giá không tăng tương xứng sẽ là dấu hiệu của tiền đang thoát ra chúng ta sẽ theo dõi xu, xu, xu hướng cái xu hướng được duy trì khi mà giá và volume phải có cái sự đồng thuận giá tăng volume tăng thì hôm nay Nam Long có kéo trong phiên kéo chạm về vùng giá quanh 46 à, thì khi đó một số khách hàng của em hỏi là có nên gia tăng Nam Long hay không thì em nói rằng là phiên hôm nay rất là nhạy cảm đối với Nam Long thứ nhất là một cái phiên gia tăng volume và nó rắc ra khỏi nền Uh, và trong bối cảnh thị trường mình là giai đoạn này mình vẫn đang gọi là gặp rủi ro quanh đỉnh và mình cũng chưa thấy cái trạng thái của STB là trạng thái không bật không chủ động bật trở lại được nên nó cũng sẽ có rủi ro tiềm ẩn Thêm nó là sẽ không gia tăng mà theo dõi đã xem người nó đóng phiên như thế nào thì hôm nay Nam Long đóng phiên như thế này là đóng phiên xấu nha volume tăng sau đó bị chốt ngược thì mọi người sẽ chú ý kỹ cho em một hai phiên tới nếu như một hai phiên tới Nam Long nỗ lực neo giá được trên 45 thì ok xem như hôm nay là đang đà tăng mà bị chốt theo thị trường nó sẽ tăng tiếp còn trong trường hợp sau phiên ngày hôm nay mà cái đà bán nó vẫn tiếp diễn Có thể nó chưa giảm ngay đâu nhưng mà nó khiến cho Nam Long lình xình ở cái ngưỡng giá quanh 44 x lâu á Thì mọi người đảo ra cho em ít nhất 1 phần 2 Và chờ, chờ nó chỉnh về lại quanh vùng giá là 4142 ở đây để cover thì cho thấy phiên hôm nay là một cái phiên mà tính chất là bull trap Đó là dòng bất động sản ha à, dòng cổ phiếu ngân hàng thì hôm nay lực bán tương đối nó không có quá đột biến nhưng mà lực bán ngân hàng so với những cái nhóm khác hôm nay là một cái phiên bán nhiều và nó khẳng định cho chúng ta một điều là ngân hàng hiện tại chưa đủ lực vượt đỉnh ví dụ như CTG chưa đủ lực để vượt ra khỏi cái ngưỡng giá tầm 37 ví dụ như là MBB chưa đủ lực để vượt ra khỏi cái biên giá là 25 đấy thì vận động này nhóm của phiếu ngân hàng nó sẽ cần xoay quay trở lại và khi mà ngân hàng xoay quay trở lại thì nó cũng là một trong những cái lý do khiến thị trường mình chưa thể bứt phá về mặt điểm số vì ngân hàng nó sẽ có cái mức độ tác động nhiều thì chú ý cho em ví dụ giả sử như con CTG đi CTG thì cái biên độ kỳ vọng xa quê của nó là quanh tầm 35 đến tầm 37 nhưng mà hôm nay thì nó bị bán và nó đã phủ nhận là cái cây rút chơi ngày hôm qua nên có thể là CTG còn nhúng nhẹ về lại quanh mức giá là 33 trước khi nó chủ động nó bật lại à, thì chú ý cho em ha nói chung là CTG gãy luôn thì chưa biên độ này thì gãy luôn thì chưa nhưng mà trong cái hàng có thể nó sẽ có một cái rủi ro là còn ép xuống tiếp quanh 33 còn nếu như nó đẹp nó thực sự khỏe thì một hai phiên tới nó phải vượt về lại trên 35 còn nó không vượt về lại được trên 35 thì nó sẽ cần nhúng xuống tiếp một nhịp nữa quanh tầm giá 33 nó giống cái nhịp này nè MB thì có nốt mọi người là đặt cho em cái chạm ngắn hạn là ở cái vùng giá tầm 24.5 Nếu trong trường hợp mà MB mất 24.5 thì sẽ chỉnh về lại quanh vùng giá 23 23 5 Với vận động này thì MB xem như là nhịp này rất thất bại này Vượt nền thất bại này Đấy thì nó sẽ tiếp tục quay về sideways lại trong biên độ là 23 đến tầm 25 à, Và vận động này thì em nghĩ là cái ngưỡng quanh tầm 25 trong cái hàng nó sẽ trở thành kháng cự khá là mạnh ấy, Tại vì nó có một nhịp rắc lên thất bại thì sẽ có cái lượng cung đu giá cao trên này nó sẽ cần thời gian xa quay hơi lâu để hấp thụ lại cái lượng cung ACB ACB thì hôm qua rút chân này là phủ nhận điểm cộng là volume nhỏ thôi à, nhưng mà chú ý cho em nếu như mà một hai phiên tới mà ACB không chủ động bật lại á, mà lình xình lại dưới giá 28 á lình xình lại giá 28 tại vì cái gác này đã có cái sự nỗ lực giữ giá rất tốt mà trong trường hợp nó lại lình xình dưới 28 á thì nó sẽ rất dễ chỉnh về lại quanh tầm giá là 26x27 thì khi đó mọi người hoàn toàn có thể hạ ra cho em uh, à, 5X thì bán hết cũng được Nắm nhiều thì hạ 1 phần 2 Và chờ về quanh 26X mình cover lại sau Techcombank thì nó vẫn đang trong cái view là test gap thôi Nói chung Techcombank á, thì kết thúc đà tăng á, thì chưa Nó cũng chưa kết thúc đà tăng đâu Tại vì ít nhất á, đạn vừa rồi nó vẫn đang trong nhịp tăng số 1 Chị thấy không? Đạn vừa rồi thì bản chất nó vẫn đang trong cái nhịp tăng số 1 Có điều cái gap tăng mở ra vào phiên ngày 28 tháng 3 Là một cái gap tăng không có độ ý tín cao một cái gap tăng gọi là nhờ yếu tố thông tin FOMO và thông tin đó không thực sự đáng để FOMO nên dẫn đến là cái gap này cần sẽ được lắp lại nhưng mà anh chị yên tâm là con Techcombank nó sẽ còn ít nhất một nhịp quay trở lại quanh 49 nữa đấy nó sẽ còn ít nhất một nhịp quay trở lại quanh 49 nữa có điều là trong ngắn hạn anh chị muốn mua thì sẽ không cần vội tại vì nó lắp gáp thì ít nhất sẽ còn cái biên độ chỉnh đâu đó là khoảng tầm hai ba nữa thì mình xem từ lắp gáp như thế nào Uh, lớp gáp mà volume thấp thì nó sẽ dễ bật hơn, còn lớp gáp mà volume lớn thì nó hoàn toàn có thể chiết khấu thêm một đoạn nữa về lại quanh 43x rồi nó mới bật được. Ở trong cái hành thì 46 sẽ là cái ngưỡng chặn của con tá công Ờ uh, VIP, VIP, thì tương tự, nó đang trong nhịp 1 nên ví dụ nó có chỉnh về lại quanh tầm giá 22.x thì nó sẽ rất là dễ bật. Nó còn một nhịp quay về quanh 25 nữa. Đấy. Còn những cái dạng mà ví dụ như là con EB thì thực ra tiền nó vẫn sẽ rất là yếu ở đoạn này. Nên chị chú ý em cái ngưỡng giá tầm 17.7 nha Nếu như phụ nhận cái ngưỡng này, phụ nhận cái cây tiền vào này Có thể là AEB sẽ còn ép xuống tiếp về qua 16x đấy Ở Đó là nhóm cổ phiếu ngân hàng Nhóm cổ phiếu chứng khoán thì hôm nay bị bán tương đối nha Nhìn chung thì uh, bị bán Nhưng mà nhóm này xấu thì cũng chưa xấu Tại vì nó có nền Nên Giả sử như con VCI đi VCI thì chú ý cho em nó có cái biên độ này là quanh tầm giá là 50.x đến tầm 50, 55. Thì em nói mọi người rồi hạn chế cho em cái việc mua VCI quanh 54 55. Tại vì chỉ cần nó điều chỉnh về lại biên dưới thì mình sẽ ăn một cái mức loss 4 5% ngắn hạn ngay. Đấy, ví dụ như ai đu ở quanh tầm giá là 54 55 thì hôm nay là loss 3% và khi nó về lại tiếp qua 51 thì loss tầm 57% 7% thì sẽ áp được rất là nhiều. Khi mà mình xác định cổ phiếu nó có biên thì hành động của mình là gì? Mua biên dưới. Và có thể bán biên trên còn mà muốn mua theo kiểu mà mua biên trên thì nên chờ nó vượt hẳn ra luôn thì mua còn không thì bắt buộc phải chia tỷ trọng ra thăm dò và chờ nó chỉnh hoặc là vượt để gia tăng chứ còn anh chị mua onin ngay cái biên trên thì nó sẽ cực kỳ rủi ro thì đối với dạng này của VCI thì trước mắt nó sẽ chỉnh về lại quanh cái ngưỡng giá tầm 50 x nè và em nghĩ ngưỡng này khả năng sẽ có cầu giúp cho cổ phiếu chỉnh lại đà giảm thôi tại vì volume hiện tại của VCI mà nói về cái câu chuyện phân phối á, thì nó rủi ro cũng không có lớn có thể nó sẽ lình sinh qua đây một thời gian này và trong trường trong cái giai đoạn lình xình á mà giả sử như anh chị thấy cái volume nó tăng lên á, thì đó là dấu hiệu rủi ro à, tương tự như vít này vít hôm nay cũng bị chốt mà nói chung dòng chứng khoán á ngoại trừ một số cổ phiếu ví dụ agr là cái cổ phiếu mà prac ra được nền rồi nhưng mà cây hơn ngày hôm nay cũng đang muốn phủ nhận là cái cây prac trước đó anh chị thấy không đó thì nếu như giả sử mà còn agr nó mất cái ngưỡng giá 21.5 thì xem như là nó khẳng định luôn là nhóm chứng khoán hiện tại chưa thể break nên được mà nó vẫn dao động xa quay trong biên độ thì mình sẽ ưu tiên mua biên dưới thôi hạn chế cái việc là mua biên trên à, và nếu như ai mà lỡ mà mua tỷ trọng lớn ở cái vùng biên trên giả sử như ai mà lỡ mua tỷ trọng lớn VCI quanh cái ngưỡng giá tầm 54x đó thì anh chị hình dung là nó sẽ có nhịp chỉnh về quanh 51 thì phải chủ động cơ cấu cái tỷ trọng sao cho đừng có để bị quét hoặc là để bị cô margin chẳng hạn nếu như mà mình đánh full margin đấy để ai mà mua dòng chứng khoán mà tỷ trọng cao ở cái vùng biên trên á mà trong một hai phiên tới nó không chủ động bật lại thì mình hoàn toàn có thể đảo ra bớt một phần và mình chờ cái nhịp chỉnh về lại biên dưới mình coi vời sau. Ví dụ như ORS thì thực ra nó đang ở quanh biên dưới nè chị thấy không nó có cái biên độ dao động là ở cái ngưỡng giá tầm 17 à, và kỳ vọng là Ores sẽ có một nhịp quay lại tầm 18.5 nha ít nhất 18.5 và nếu khỏe nó sẽ vượt đỉnh thì trong cái hạn cái ngưỡng giá quanh tầm 17 17 năm nó sẽ là cái hỗ trợ mạnh của Ores thì cái việc mình mua quanh đây nó sẽ ít rủi ro hơn cái việc mình mua ở vùng giá tầm 18.5 nó sẽ rủi ro đấy đối với nhóm chứng khoán thì chỉ có xác định cái biên thôi BSI thì hôm nay bị chốt ngược nè kéo rất là mạnh ở đầu ngày sau đó bị chốt ngược thì ra những cái con này thì uh, nó nó gọi là nó hơi cô đặc nó đánh thì nó đánh theo kiểu riêng lẻ chứ nó không đại diện cho dòng chứng khoán đối với con BSI thì phiên ngày hôm nay bị chốt ngược thì khả năng sẽ lấp lại cái gap up sáng nay rồi và nó sẽ test về lại cái ngược giá quanh tầm 61 x FTS này cũng kéo trong phiên sau so bị chốt ngược thì nếu như mà một hai phiên tới FTS không có neo được giá quanh 64 á thì nó sẽ cần chỉnh một nhịp về lại quanh tầm giá là 59 x 60 và cây okay, hôm nay có thể xem như là một cây trap đó là cho nhóm cổ phiếu chứng khoán nha thép thì hầu như các cổ phiếu đang trong cái nhịp test đỉnh nhưng mà hôm nay bị bán có điều là bán volume khá là thấp thì mình cũng sẽ đánh giá là một phần theo từ thị trường thì sẽ cần theo dõi tầm 1 2 phiên tới xem thử nó có chủ động bật lại hay không. Thì nếu như hai sen 1 2 phiên tới mà chủ động bật lại trên 24 á thì cho thấy là nhịp này nó khỏe, nó có kỳ vọng vượt được. Còn trong trường hợp mà là lấp lại cái cây tăng trước đó nó lên sình quanh mức giá 23 á, thì nhiều khả năng giai đoạn này nó chưa vượt được và nó sẽ cần chiết khấu tiếp về lại cái vùng giá quanh tầm 22x. Thì sáng hôm nay có rất là nhiều chị hỏi em mua thép á, thì em đã không view mua nữa Tại vì thép đã bật rồi nếu như trước đó hai Sen chỉnh về lại quanh 22 đó thì mua được Nhưng mà cây ngày hôm nay, cây ngày hôm qua nó bật lại rồi, nó bật test định rồi Thì mình hạn chế cho em cái việc là mua cổ phiếu khi nó bật lại rồi nha Để mình sẽ dính vị cái rủi ro về T cộng thì thép theo dõi cho em một hai viên tới xem về các cổ phiếu có chủ động bật lại hay không vì hôm nay một phần bị bán theo tố thị trường nếu như nó chủ động nó bật lại á, thì khả năng nó sẽ gọi là rằng có tích lũy bên trên và chờ vượt còn trong trường hợp mà nó nó lên á thì mình có thể chủ động hạ ra bớt một phần hai mình theo dõi quá trình tích lũy lại của nó sau ha tương tự như Hà Phát này Hà Phát hôm nay bị bán volume rất là thấp nhưng mà em có nói về cái gáp quanh 30 của Hà Phát rồi cái gáp này đạt vừa rồi nỗ lực giữ giá rất là kinh và nếu như nó phủ nhận lại thì nó sẽ khiến cho cái lực bán trong cái hạn gia tăng và đưa Hà Phát quay về kiểm tra lại cái ngưỡng giá quanh tầm 29 này nên chú ý cho em thì một hai phiên tới Hà Phát phải bật về trên 30 nó mới ổn còn trong trường hợp nó lình xình quanh đây thì nhiều khả năng nó sẽ cận chỉnh một nhịp về lại quanh mức giá là 29 đấy à, rồi đối với dòng cổ phiếu dầu khí cũng là một cái dòng mà đang được nhiều nhà tôi quan tâm hiện tại thì nói chung dầu khí có con BVS anh chị cũng không cần phải quá lo hôm nay BVS bị chốt nè à, và thực ra em có nói rồi BVS nó đang ở trong nhịp tăng số 1 nên giả sử như BVS mà nó có điều chỉnh về lại qua mức giá tầm 41 thực ra mình vẫn có thể canh đánh nhịp 2 được và anh chị hình dung á đa phần các cổ phiếu khi nó vượt một cái nền dài á thì nó sẽ chưa chạy ngay nó có thể có những cái nhịp reset hoặc là tích lũy trở lại và những nhịp đó là không xấu ví dụ như công BVD đi BVD nè, đạn vừa rồi nó chạy trước BVS, nó vượt nền trước BVS anh chị thấy không? Nó cũng có một cái cây đánh rất là quyết liệt. Cái cây này của con BVD đâu có thua gì cái cây ngày hôm qua của BVS đâu. Em một cái phiên tăng à, tăng trần nè và volume kỷ lục. Nhưng mà anh chị thấy là sau đó nó cũng không có chạy ngay. Nó không có chạy ngay, nó có cái trạng thái là quay về test nền nè anh chị thấy không? Đây. Crack lên, sau đó quay về test lại cái nền volume thấp và sau đó nó chạy tiếp. Nhưng mà cái nhịp test này nên đi kèm với volume thấp thì sẽ tốt hơn. Thì tương tự như BVS, tương tự cho BVS. Thì giả sử như mà nó có một cái nhịp điều chỉnh ngắn về lại quanh giá 41 thì theo em góc nhìn là cơ hội nhiều hơn rủi ro nha. quanh đây. Hoặc là nó tích lũy ngắn lại quanh đây kèm volume thấp. Tại vì con này thì nó mới vượt ra khỏi cái nền tảng dài của nó thôi. Nó có cái nền rất là dài. Và đây mới là cái nhịp đầu tiên vượt lên. Nó xấu khi nào? Nó xấu khi nó quay về dưới 40. Nó phụ nhận hoàn toàn cái cây trước đó. Còn vận động hiện tại thì em thấy vẫn khá là ổn. ha À, còn BVD thì nó sẽ hơi BVD thì nó sẽ hơi khó hơn à, có hàng thì giữ thôi có hàng thì nâng cho em cái chặn lãi lên cái mức giá là tầm quanh 33 nếu mà BVD phủ nhận 33 á, thì nhiều khả năng nó sẽ chỉnh lại quanh mức giá là tầm 30x đến 31 Uh, à, BSR, BSR thì phiên ngày hôm nay cũng có nỗ lực đầu ngày sau đó bị chốt ngược Thực ra em có nói là BSR vùng giá quanh 19 nó là một cái ngưỡng an toàn Cái độ an toàn rất là cao à, Và dạng dạng này của BSR nó cũng không phải là cái cổ phiếu kiểu nhạy như là BVS là BVD nó là dạng hơi hơi chậm đấy à, còn vùng này thì anh chị vẫn có thể nắm tiếp được à, căn bản thì sau cây ngày hôm nay thì em nghĩ là con BSR nó xấu thì chưa xấu đâu ví dụ một hai phiên tới nó vẫn neo được giá quanh 20 nó vẫn sẽ có kỳ vọng về tầm giá quanh 21 ha BVC hôm nay cũng bị chốt ngược nè kèm volume khá là lớn hôm nay BVC chạm ngay cản bị chốt luôn chạm ngay cả 16 bị chốt thì vận động này chưa gì xấu ha nếu như một hai phiên tới BVC vẫn nỗ lực neo giá được quanh 15 x đến 16 thì nó vẫn sẽ tăng tiếp thôi tại vì bản chất hôm nay nó vẫn vàng nó còn không đỏ mà thì cho thấy vẫn có lực hấp thụ có điều theo tố thị trường theo dõi cho em ha à, và thực ra dạng này thì nó cũng sẽ còn một cái nhịp quay về test lại quanh mức giá 16 một lần nữa rồi rồi đó là một số chia sẻ của em về thị trường cũng như là các cái nhóm ngành chính. Mọi người có câu hỏi nào về cổ phiếu thì cứ comment bên dưới nha. Tại vì thời lượng video nó có hạn em sẽ không thể nào đề cập được hết tất cả các cái cổ phiếu trên thị trường nên mọi người cứ comment bên dưới đây em sẽ hỗ trợ cho. À, và nếu như thấy video hữu ích thì tặng cho em một like, đăng ký kênh subscribe kênh nha. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.